Chào mừng các bạn đến với kênh Đào Coin miễn phí của mình. Nếu các bạn đầu tiên có video trên kênh của mình, hãy bạn cho mình một like, một đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về những dự án Đào Coin miễn phí. Ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kèo Airdrop Onyx. Thì ở trên kênh của mình thì mình chia sẻ rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho những ai chưa tham gia. Thì nếu các bạn tham gia dự án này thì các bạn hãy nhấp vào đường link mô tả, mình để ở dưới phần mô tả video này. Thì cái dự án này thì 24 giờ chúng ta khai thác một lần, và cái dự án này là dự án sàn giao dịch điện tử, cái sàn bán trước và cho chúng ta khai thác airdrop. Tổng cung của nó là 1 tỷ cái đồng token và cho chúng ta khai thác 500 triệu cái đồng token này. Và nó có tích hợp ví web 3. ví web 3 tương tự như kiểu cái ví MetaMask các bạn. MetaMask hay ví OKX gì với lại Binance gì á. Đây này. Các bạn coi nè. Thì cái kèo này nó thuộc hệ sinh thái của Solana. Và trên cái kênh Twitter của họ và có một cái thông báo mới nhất là họ sắp sửa họ sắp sửa mở cửa bán trước cái đồng Gradient nha các bạn nhé. Đây là cho các bạn coi. Đây là kênh chính thống của họ nè, 105 ngàn người theo dõi. Và họ có cái thông báo họ sắp sửa họ bán cái đồng đây các bạn, đây là cái bài đăng của họ nè. Mình sẽ dịch cho các bạn coi nhé. Phiên giao dịch thị trường OTC trước thị trường Unix sắp diễn ra, chỉ còn những chi tiết cuối cùng. Ý là họ sắp sửa đầu mở phiên giao dịch thị trường nhé. Tại vì cái này nó đang là dự án thôi, thì dự án nó phát triển trong thời gian rất là lâu các bạn nhé. Thì cái này là nó sắp sửa mở những phiên dịch giao dịch đầu tiên luôn nhé. Rất là mọi người rất là chờ đợi. Rất sớm thôi, các bạn có thể giao dịch sớm và các token từ những dự án hot nhất được tài trợ nhiều nhất, bao gồm Solana nè, Symbiotic nè, Gradient Network nè và nhiều dự án khác nữa. Đây là những dự án rất là hot các bạn nhé. Trong đó có Gradient là cái dự án đề pin chúng ta khai thác trên máy tính và chúng ta ở trên điện thoại nhé các bạn nhé. Các bạn nào chưa tham gia cái dự án Gradient thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả video này nhé các bạn. Đây đều là những cái tên đã thu hút chú ý của cộng đồng. Hãy tưởng tượng đến tiềm năng lợi nhuận khổng lồ sau khi sở hữu token của họ ngay cả trước khi chúng chính thức niêm yết. Hãy nhớ Onyx là nền tảng tiền thị trường duy nhất cho phép người dùng thoát khỏi vị thế và lấy lại tiền bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hành trình đầu tư của bạn với giao dịch nhanh, giao diện thông minh và mức các phí thấp nhất. Bạn có cần chờ gì nữa, hay khám phá chuẩn bị cho Maramat lần tới này. Thì cái sàn Unix này cũng rất là hay các bạn. Thì họ cái nền tảng của họ là có thể cho phép chúng ta bán cái tài sản của chúng ta đi bất kỳ lúc nào về chúng ta lấy lại cái nợ nhuận của chúng ta, mở cửa thị trường bán trước và cho chúng ta thoát vị thế bất kỳ lúc nào. Rất là hay, nó hay hơn những cái thị trường bán trước của những cái sàn khác các bạn nhé. Đây là cái giao diện chính của cái Unix nè. Thì các bạn tham gia cái đường link mình để dưới phần mô tả video này nha các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể vô CH bữa nay các bạn tải về nè. Bạn tải Unix cho mình. Đó, các bạn vô CH bữa nay nè. Bạn tải Unix. Unix Network. Đây các bạn, đây cái màu vàng các bạn nhé, hình chữ U nhé. Các bạn tải cho mình, ở đây mình đã cài rồi. Thì các bạn cài về xong rồi các bạn sẽ nhập mã mời này cho mình. Cái mã mời nè, WX6SGK. Thì các bạn nhập mã mời cho các bạn sẽ nhận được 50 điểm, cái 50 đồng
FD nè. Và ngày 24 giờ chúng ta sẽ vô khai thác một lần. Ta sẽ vô claim nè, 24 giờ. Chúng ta vô có một tab to earn nè, 24 giờ chúng ta vô claim một lần. Và các bạn lưu ý là nếu mà các bạn không sau 24 giờ mà các bạn không vô thu hoạch và không vô nhận những cái đồng token của mình thì sau 24 giờ nữa thì họ sẽ trừ của chúng ta là 20 điểm như các bạn nhé. Trừ của chúng ta là 10 điểm như lộn. Mình xin lỗi. Thì hàng ngày chúng ta sẽ lượm được chúng ta thu hoạch được 20 điểm, nhưng mà nếu mà chúng ta không vô thu hoạch thì chúng ta sẽ bị ngược lại, chúng ta sẽ bị trừ. Nên là cái đồng token này rất là hay. Chúng ta sẽ làm một số cái nhiệm vụ để chúng ta nhận những cái điểm FD này. Và ngoài ra mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kèo debit. Chúng ta khai thác ở trên Kiwi Browser này. Các bạn sẽ tải Kiwi về. Chúng ta sẽ tham gia vô. Đây là cái dự án Gradient sắp sửa mở cửa hàng bán trước ở trên cái sàn Ulix các bạn. Đây mình sẽ mở cái dự án Gradient này nè. Nó cũng tương tự như cái kèo The Bin Grad đấy các bạn. Grad với lại Not Bay á, thì nó là tiên phong cho những cái gọi là dự án khởi đầu cho cái dự án The Bin. Thì chúng ta nên tham gia những dự án này. Và ngoài ra còn có một số cái những cái dự án The Bin khác. Mình sẽ để ở dưới cái đường link ở dưới, để ở dưới cái phần mô tả video này luôn các bạn nhé. Các bạn cứ tham gia, các bạn nhấp vào đấy mình tham gia. Thì để tham gia được cái dự án, các dự án The Bin treo máy ở trên Kiwi Browser cũng như là trên máy tính á, thì việc đầu tiên chúng ta phải là đăng ký một cái tài khoản. Sau khi đăng ký một cái tài khoản xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vô cái mục tiện ích mở rộng. Chúng ta sẽ vô mục ba chấm ở trên nè, ta cho đây, chúng ta sẽ chọn cái mục tiện ích mở rộng. Bắt đầu chúng ta sẽ chọn cái mục ba gạch ở bên tay trái nè, chọn vô đây, chọn cái cửa hàng trực tuyến cái chôm. Và bất kỳ cái dự án nào The Bin ở trên đây thì chúng ta phải cũng phải tìm, nó nhảy ra cái tab mới. Chúng ta sẽ tìm đến cái gọi là cái tiện ích của họ. Giả sử như cái Gradient thì các bạn nhập như mình Gradient nè. Gradient Network. Đó, nó sẽ ra cái mục Gradient cho mình nha. Và một có cái dự án rất là mới các bạn nhé. Dự án Blade nè. Đó, các bạn tham gia thì cũng tương tự như vậy thôi các bạn. Các bạn tạo một tài khoản xong rồi chúng ta sẽ thêm tiện ích mở rộng vào cái chôm của chúng ta. Và chúng ta sẽ khai thác được được nhiều một số cái điểm để chúng ta chờ họ trả cho chúng ta những số cái đồng coin cho các bạn nhé. Và ngoài ra có cái dự án OSA này các bạn. OSA này, Darwin này, Darwin Gradient này. Đây là những dự án rất là hot các bạn nhé. Các bạn tham gia mình sẽ để tất cả những cái dự án này ở dưới phần mô tả video này. Chúng ta tham gia và chúng ta sẽ chờ họ nít sàn để chúng ta sẽ bán ra lấy tiền. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Mình sẽ cập nhật những cái dự án ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.